Nếu tháng 4 này Your Lie in April và Oshinoko lấy đi của bạn bao giọt nước mắt, thì hãy để Tamako Love Story chữa lành cho bạn. Tamako Love Story là phần tiếp theo của series Tamako Market, kể về chuyện tình của Tamako và Mochizo. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, nhà cả hai đều bán mochi và nằm ngay đối diện nhau. Mochizo đã luôn thích thầm cô bạn thuở nhỏ của mình, còn Tamako lại không hay biết tình cảm của cậu. Để đến được với nhau, Tamako và Mochizo phải vượt qua tình bạn và sự đổi thay của việc trưởng thành. Ngoài chuyện tình đáng yêu của đôi chính, bộ phim còn gợi cho ta thấy được những hoài bão, nguyện vọng của học sinh cuối cấp. Tamako sớm đã quyết định hướng đi sau tốt nghiệp, nhưng lại không muốn phải chia xa bạn bè. Mochizo thì quyết tâm lên Tokyo học, dẫu có bị bố phản đối. Khi hai người quyết định được tương lai, thì cũng là lúc cả hai sắp phải chia xa. Bởi vậy, Mochizo quyết định lấy hết dũng khí ra tỏ tình. Và khoảnh khắc Tamako bối rối chạy đi khi được tỏ tình chính là một trong những phân cảnh hay nhất của phim, để lại cho mình một ấn tượng về cô bé Tamako vô cùng khác so với trong Tamako Market, một Tamako có chiều sâu hơn hẳn. Nếu bạn muốn tìm một bộ anime nhẹ nhàng để thư giãn, không làm bạn rơi lệ và vẫn đủ đáng yêu đến quấn quéo, thì hãy